Tên em là Nguyễn Hoàng Lan ạ. Năm nay em 12 tuổi. Sở thích của em là vẽ ạ. Em bắt đầu học vẽ từ hồi khoảng 5-6 tuổi ạ. Và đây là lần đầu tiên em thấy các tiết mục biểu diễn của các dân tộc và em thấy nó khá là kỳ lạ và rất độc đáo ạ. Em đi nhà sàn từ khoảng, đây là lần thứ 3 hoặc thứ 4 rồi ạ. Khi em đến nhà sàn, em thấy nó rất là giản dị với cả một chút kỳ lạ và thêm ấn tượng nữa. Và em thích đi du lịch ở mấy nơi giống như thế này tại vì mấy nơi này em có thể vừa ngắm cảnh, vừa vẽ và vừa lấy nguồn cảm hứng ạ. Nếu mà em phải chọn quyết định ở đây hay là không thì em sẽ chọn không ạ. Tại vì một trong ước mơ của em là nó phải liên quan đến rất nhiều kỹ thuật máy tính gì đó và ở đây nên vào ở đây thì rất khó để làm thế ạ. Nhưng mà ở đây rất tốt để ngắm cảnh ạ.